À, chào anh em nha, thì mình là Tài Võ đây. Thì trong video này á, mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà lưu file và xuất file làm sao để nó không có bị lỗi nha anh em. Xuất file theo ý của mình muốn nha. Thì đầu tiên thì mình cũng mở Camtasia lên và sau đó là mình sẽ chèn video lên. Đó, mình sẽ chèn video vào cái trình chỉnh sửa của mình. Đây mình sẽ chèn một cái video nào đó bất kỳ vậy. Đó. Rồi sau đó mình sẽ cắt cái video này nha anh em cho nó ngắn để mình hướng dẫn nha. Đó. Rồi sau đó là mình sẽ lưu nè, theo thông lệ thì mình sẽ lưu. Thì mình sẽ chọn là file. Rồi sau đó mình chọn save. Thì ở đây cái file này mình đã lưu rồi cho nên mình sẽ chọn save as nha. Hoặc là các bạn có thể là bấm command cộng cộng s nha, nút command trên máy tính của các bạn á, cộng với nút s nha, command s. Rồi mình sẽ save nè, mình sẽ lưu cái file nè. Đó thì cái ở trên cái dòng đầu tiên này nè thì nó là cái tên thôi các bạn chấm là cái đuôi C M T G nha. Thì mình sẽ đặt cái tên file của nó là ví dụ như là hướng dẫn lưu file đi. Đó thì các bạn có thể đặt tên bất kỳ nha. Rồi, sau đó các bạn chọn thư mục gì các bạn save thôi, lưu lại thôi. Mình sẽ chọn desktop nha, thì mình sẽ lưu lại. Thì ở đây nó đang lưu lại nè. Đó các bạn mình sẽ mở đây cho các bạn xem nha. Thì cái file của mình lưu này nó nằm ở đây đó. Thì các bạn khi mà các bạn lưu file á thì sau này khi mà các bạn mở file lên á thì các bạn xem nè để các bạn có thể chỉnh sửa lại bình thường nha. Có thể các bạn thêm video nè, cắt nè, hoặc là các bạn chèn nhạc gì đó thì sau này các bạn có thể xem lại nha. Ví dụ video mình xuất ra bị lỗi thì các bạn có thể là vô đây để chỉnh sửa lại nha. Và cái phần mà quan trọng nhất á là phần xuất file. Thì ở đây là mình sẽ cho các bạn xem cái file nó bị lỗi nè. Ở đây mình sẽ xem. Đây thí dụ thường các bạn nè, các bạn xuất cái file ra. Khi nào các bạn xuất cái file ra nó bị lỗi như vậy không? Đó, nó cái khung của nó lớn nè, nó không có theo, nó không có full màn hình. Nó không có full cái màn hình theo ý của mình. Mặc dù á, mình chọn cái video full màn hình nhưng mà vô tình mình xuất ra thì nó lại như vậy. Đó, nó có chút xíu à. Nó không có được full và có đoạn thì nó nhỏ và cái đoạn nó xíu luôn, cái đoạn thì nó bự đó. Ví dụ như đây là cũng là một cái file mà mình xuất ra nó full màn hình như vậy, full HD luôn đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Thì đầu tiên á thì các bạn sẽ chọn vào đây nè, các bạn sẽ chọn vào cái số 29 30 41 gì nè. Ở đây thì tùy vào video nha các bạn. Đây mình lăn chuột nè, lớn thì nó sẽ là cái số lớn nha. Đó thì các bạn sẽ chọn vô vô đây, sau đó các bạn chọn cái dòng cuối cùng nha, cái dòng project setting nè. Đó thì các bạn sẽ thấy là cái dòng đầu tiên là các thông số này các bạn sổ ra. Ở đây các bạn có thể lưu 4K nè, lưu 1080 nè, là lưu 720, hoặc là lưu các cái giao diện khác như Instagram, Facebook nè, hoặc là iPhone, iPad đó. Thì ví dụ như các bạn lưu TikTok thì sao? Đó, giao diện TikTok thì mình sẽ chọn custom nè. Đó, sau đó các bạn sẽ chỉnh sửa lại các cái thông số này. Thì cái thông số video các bạn lên trên Google các bạn search nha. Thì TikTok thì nó sẽ ưa thích là 720 nè, là chiều chiều ngang á, và chiều dọc của nó và chiều đứng của nó là 1280. Đó các bạn mình sẽ đây FPS thì các bạn có thể chọn 30 hoặc 60 tùy thích nha. Mình sẽ chọn 30 thôi. Đó các bạn thấy cái khung ở ngoài này không? Đó, cái khung ngoài này nè là cái khung nó sẽ hiển thị khi mà các bạn xuất video. Đó, khi các bạn render ra. Thì ở đây các bạn có thể kéo nè, khi nếu mà cái video của bạn bự quá thì các bạn có thể thu nhỏ video lại. Đó, thu nhỏ lại. Có thể thu nhỏ lại nha. Đó, các bạn có thể thu nhỏ lại như vậy. Ở phần trên phần dưới thì các bạn có thể là điền chữ vô đây, phần trên phần dưới nha. Hoặc là các bạn có thể là to nó ra và các bạn có thể lấy một phần như vậy. Đó thì khi mà xuất ra thì nó chỉ hiển thị một phần bên này thôi. Đó. Các bạn ok phần này chưa? Đó thì nó sẽ hiển thị như vậy. Còn khi mà các bạn muốn nó xuất hiện một full màn hình và full bự á thì các bạn sẽ chọn vào project setting nè. Các bạn chọn 1080 cho mình nha. Đó, 1080. Rồi các bạn apply đó. Và các bạn chú ý chỗ này là cực kỳ quan trọng nha, khi mà các bạn có cái khung bự rồi, cái khung full màn hình rồi, nhưng mà ở phần trong các bạn nè, phần trong video của mình nè, nó chỉ hiển thị, nó chỉ có một chút xíu như vậy và các bạn không kéo full ra thì khi các bạn xuất video ra thì cái phần này nó màu đen nha, và nó chỉ xuất khi các bạn xuất ra thì các bạn chỉ xem được cái khung này thôi, còn phần này nó vẫn là màu đen bình thường nha. Thì các bạn kéo ra, một là các bạn kéo ra, hai là các bạn chọn chuột phải, các bạn chọn chỗ chữ scale nè, scale các bạn chọn scale to fit thì nó vẫn vừa fit với cái màn hình nha. Rồi ok nha. Rồi bước tiếp theo là bước này cũng cực kỳ là quan trọng nha. Thì các bạn sẽ chọn share, khi các bạn ok khung hình xong rồi, chữ đồ nhạc đồ xong ok hết rồi thì các bạn sẽ chọn share.
Các bạn nhớ bước 1 là các bạn chọn ở đây, để các bạn chọn dòng cuối cùng nha, rồi các bạn chọn cái khung hình mà các bạn yêu thích nha, các bạn muốn xuất ra nha. Sau đó là các bạn sẽ chọn share, sau đó các bạn chọn load profile nha. Các bạn này làm các bạn xuất vào trong máy tính của mình. Rồi khi các bạn chọn ở đây nè, YouTube thì các bạn sẽ xuất lên YouTube, các bạn chọn Google Drive thì nó sẽ xuất lên Google Drive nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn xuất vào trong cái ổ đĩa của mình luôn, mình sẽ chọn load profile. Sau đó các bạn đặt tên bình thường nha, các bạn đặt tên như bình thường, rồi sau đó các bạn chọn cái thư mục nè, thư mục nào để lưu nè, đó desktop hay là ở đâu đó. Rồi tiếp theo là các bạn chọn vào cái nút option cho mình nha, chọn chỗ này. Rồi các bạn quan tâm đầu tiên là cái chỗ này, cái dòng thứ hai nè, cái chỗ mà để thì mình cũng không biết đọc tiếng Anh như thế nào nữa, thì các bạn chọn cái chỗ cái chữ custom này nè các bạn. Các bạn không quan tâm trên này nha, cái này thì các bạn cứ chọn cho mình là auto nha, hoặc là cái frame rate các bạn chọn cao nhất 30 cũng được nha, rồi hoặc là 60 gì đó, tùy theo cái máy của các bạn nó hỗ trợ bao nhiêu, các bạn cứ chọn max đi, hoặc là các bạn chọn auto cũng được. Rồi các bạn sẽ sổ đây, khi lúc ban đầu các bạn chọn thông số bao nhiêu thì các bạn sẽ chọn thông số bấy nhiêu nha. Ví dụ như ban đầu các bạn chọn 1080 1920 thì các bạn chọn 1080 1920, còn nếu mà các bạn chọn mà không có trong đây thì các bạn chọn custom nè. Đó, rồi các bạn chỉnh sửa lại cái thông số này 1080 1920 nha, chiều cao chiều rộng nha các bạn nhớ nha. Rồi mình sẽ chọn 1080 1920. Rồi cái dòng thứ hai nè, các bạn sẽ chọn cho mình là fit width size nha, các bạn đừng chọn chữ crop hay là chỗ leaderboard nha, các bạn chọn fit width size đó. Khi mà các bạn chọn chỗ này á, thì nó sẽ khả năng là video của bạn nó sẽ bị lỗi á, nó sẽ ra một cái hình nhỏ hơn, cái khung nhỏ hơn. Rồi còn cái chỗ mà data gate nè, các bạn cứ chọn là auto mã tịch cho mình nha, hoặc là các bạn chọn custom thì các bạn kéo full cây cũng được tùy đó. Và cái dòng thứ ba chỗ profile nè các bạn, thì các bạn chọn cái chỗ chế độ là cao nhất nha, chọn cao nhất để cho video mình xuất ra nó nét đó, mình cứ chọn hai đi. Rồi còn cái dòng bên này nè, in Shopee nè, các bạn cứ chọn dòng số 2 cho mình nha đó. Rồi còn cái key frame rate nè, các bạn chỉnh 90 hoặc là 100 nha, thì để cho cái video mình nó không bị rung lắc á các bạn, nó chỉnh về cân bằng á, thì các bạn chọn 90 là mặc định, còn các bạn chọn lên 100 nha. Đó, rồi còn các thông số còn lại các bạn không cần quan tâm đó, thì các bạn chọn ok là các bạn xuất nha, 1080 nha, một đây mình sẽ xuất ra. Đó, như thế này là xong. Đó, thì nói chung mình sẽ không lưu nha các bạn, mình sẽ không lưu nha. Thì nói chung á là video của mình thì nó xuất file thì nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Các bạn chú ý nè, cái chỗ này nè, còn cái chỗ này là các bạn xem demo trước nè đó, các bạn xem demo này. Chỗ này là khi mà các bạn chọn khung hình đó, các bạn xem demo nè đó. Còn cái này là đây, mình sẽ chọn cái khung khác cho các bạn xem nha, mình sẽ chọn cái khung của iPhone nha. Rồi ok nè, sau đó mình sẽ chọn cái attack nè, convert nè đó, các bạn thấy không đó, nó sẽ hiển thị cái khung cho mình thấy bao nhiêu đây thôi đó. Rồi thì rồi sau đó các bạn chọn xe thôi. Video của mình thì tới đây thôi. Nếu các bạn có chỗ nào mà thắc mắc các bạn có thể comment xuống cho mình biết nha, rồi mình sẽ hỗ trợ các bạn nha. Rồi chúc các bạn thành công nhé.